Sự cố đá lăn trên địa bàn của xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đến thời điểm này vẫn là nỗi ám ảnh lo lắng với nhiều người dân địa phương. Và theo ghi nhận của phóng viên VTC14, xung quanh khu vực xã Cao Dương tập trung nhiều mỏ đá và một nhà máy xi măng đang xây dựng. Điều này khiến cho nguy cơ đá lăn vẫn luôn hiện hữu và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại cho người dân, thời gian này chính quyền địa phương đang tiến hành kiểm đếm, đo đạc để lên phương án di rời, tái định cư cho vùng cư dân ở dưới chân núi đá này. Đây là hiện trường đá lăn tại vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Liên, thôn Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Cây cối bị đổ nát. Những tảng đá lớn có khối lượng hàng tấn nằm ngổn ngang khắp nơi. Sinh sống tại đây nhiều năm, bà Liên lúc nào cũng lo lắng bất an khi xung quanh nhà có nhiều mỏ đá. Thậm chí ngay sát nhà bà, dự án nhà máy xi măng Hoàng Long đang được triển khai. Thời điểm này, gia đình bà Liên mong mỏi sớm được di rời đến nơi an toàn. Nửa đêm bắt đầu nó đổ xuống sập vào nhà thì tôi rất là nguy hiểm. Đó, bây giờ chỉ còn hai ông bà già đêm hôm. Giả sử tỉnh thì không nói gì nhưng vào trong lúc ngủ say đi thì nó rơi thì biết thế nào đấy. Rất là nguy hiểm lắm. Thì tôi cũng rất là mong muốn ở toàn bộ ở cấp trên. Thế là cho gia đình nhà tôi di rời ra khỏi cái khu vực. Cũng như bà Liên, gia đình ông Nguyễn Văn Viễn chưa hết ám ảnh bởi hiện tượng đá lăn. Chuồng trại, bếp và một phần căn nhà bị phá hủy. Tuy nhiên gia đình ông cảm thấy may mắn khi vẫn giữ an toàn được tính mạng. Gia đình cũng hoang mang lắm rồi, mong muốn cấp trên là cũng có chính sách để hỗ trợ cho gia đình nó đỡ cái thiệt hại về kinh tế, tài sản vật chất của gia đình. Cái thứ hai nữa là gia đình mong muốn là các ban ngành lãnh đạo cấp trên từ tỉnh đến huyện này, xã này đẩy nhanh cái dự án tái định cư cho bà con nhân dân tôi. Ở đây rất là nhiều mỏ đá khai thác, đá lăn xuống rất là nhiều lần rồi. Cái mỏ đá ở đây người ta khai thác ở ngay đằng sau chân núi này, đằng sau lưng của cái chảy núi này này là đá vẫn cứ nổ mìn, om mìn vẫn cứ lăn xuống. Nếu mà không di rời là sẽ tiếp tục lăn tiếp bởi vì những hòn to vẫn còn đang thì chờ trực ở trên đỉnh núi. Theo Ủy ban dân xã Cao Dương, hiện nay dự án nhà máy xi măng Hoàng Long đang triển khai trên địa bàn. Các hộ gia đình thuộc khu vực Thung Ngái nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án. Sau hiện tượng đá lăn hôm 25 tháng 3 vừa qua, hiện nay các cơ quan chuyên môn của huyện Lương Sơn và xã Cao Dương đã đến từng hộ gia đình để kiểm đếm, đo đạc, đánh giá cụ thể. Từ đó lên phương án di rời, tái định cư các hộ trong khu vực Thung Ngái, thôn Đồng Om. Từ đây mà đến cái khu mà người dân đang sinh sống thì cách đây khoảng hơn 1 km. Khi mà chuyển ra đây thì có những cái thuận lợi, những cái khó khăn. Thứ nhất là cái thuận lợi thì khi mà chuyển ra đây thì bà con được cái khu vực mà tiện cho giao thông, tiện cho việc kinh doanh buôn bán hoặc các dịch vụ. Cái khó khăn là khi mà chuyển ra đây thì việc mà đấu giá thì cái kinh phí để bà con có cái tiền đấu giá cũng là khó khăn. Còn theo Ủy ban dân huyện Lương Sơn, đến thời điểm này, huyện đã cơ bản thực hiện xong các bước đầu tư xây dựng khu tái định cư tại xã Cao Dương, trong đó có quy hoạch 1/500, đồng thời đưa vào nghị quyết Hội đồng Nhân dân các quy trình để triển khai. Hiện nay chúng tôi đã xin ý kiến sở xây dựng để phê duyệt cái quy hoạch 1/500, đồng thời là phê duyệt cái dự án để tổ chức triển khai. Phấn đấu trong năm 2024 này thì chúng tôi cơ bản là khởi công được cái mặt bằng, đảm bảo được cái điều kiện về nước, về hạ tầng điện để cho bà con nhân dân cũng như là các cái hộ có cái nhu cầu để có thể di chuyển ra ngoài này để đảm bảo cái điều kiện sống cho bà con nhân dân. Và đồng thời Ủy ban nhân dân huyện chúng tôi tiếp tục là giao cho các cơ quan chuyên môn và các cái doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ bà con dân trong cái quá trình hiện chưa hoàn thành cái khu tái định cư. Đá lăn, đá rơi là nỗi lo luôn thường trực với người dân xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Và mong mỏi sớm được an cư vẫn là khát khao phải chờ đợi của hàng chục hộ dân nơi đây trong khi mùa mưa bão đang đến gần. Ngày 28 tháng 3, Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, trong tổng số hơn 45.600 ha rừng tràm và rừng ở trên các cụm đảo của tỉnh, hiện đã có gần 25.000 ha cảnh báo cháy rừng từ cấp 4, tức là cấp nguy hiểm trở lên. Trong đó thì cảnh báo cháy cấp 5 là hơn 8.726 ha. Diện tích báo cháy cấp 5 tập trung chủ yếu trong lâm phần rừng U Minh Hạ thuộc huyện U Minh và Trần Văn Thời với hơn 8.200 ha.
còn lại khoảng 570 ha ở lâm phần rừng thuộc cụm đảo Hòn Khoai. Và theo dự báo của cơ quan chuyên môn Cà Mau, thì khoảng hơn 7.100 ha rừng trong lâm phần U Minh Hạ đang ở mức cảnh báo cháy cấp 3, đây là cấp cao, sẽ nhanh chóng nâng cấp độ cháy cao hơn. Và đặc biệt, diện tích rừng báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm sẽ tăng nhiều trong thời gian tới. Đáng lo ngại với công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở Cà Mau hiện nay là một số khu vực rừng sản xuất thuộc các xã Khánh Bình, Tây Bắc, Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Mức nước trung bình chỉ còn từ 0,3 đến 0,6 mét. Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã thực hiện cấm tự ý vào rừng ở những khu vực báo cháy cấp 4, cấp 5. Thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, 5 sẵn sàng nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống nguy hiểm. Cũng trong những ngày vừa qua, khô hạn đã làm cầu đường ở khu vực đê bao thuộc vùng đệm U Minh Thượng thuộc Kiên Giang bị sạt lở rạn nứt, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn và nguy cơ sẽ sụt lún sạt lở nghiêm trọng hơn trong thời gian tới. Cụ thể, trên địa bàn xã An Minh Bắc hiện có 53 điểm sạt lở với chiều dài là hơn 3,2 km, sạt lở gần 1,6 km và rạn nứt là hơn 1,6 km. Trong đó, sạt lở tỉnh lộ 965 với chiều dài 100 m, sạt lở đường giao thông nông thôn theo các tuyến kênh với chiều dài là gần 1,5 km. Nhà văn hóa của ấp An Hưng có nguy cơ bị lún sụt. Ngoài ra, trên địa bàn xã Minh Thuận thì có 21 điểm sạt lở với chiều dài là 451 m. Trước tình hình cấp bách nêu trên, Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng chỉ đạo các đơn vị chức năng giăng dây, kẻ vạch, cắm biển cảnh báo, đèn tín hiệu để người dân chú ý an toàn khi lưu thông. Vận động người dân di rời ra khỏi khu vực nứt có nguy cơ bị sạt lở cao. Ngoài ra, thực hiện các biện pháp khắc phục tạm thời hậu quả do sạt lở gây ra, đảm bảo cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa của người dân. Thưa quý vị, trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 28 tháng 3. Và giá xăng dầu trong nước được điều hành theo hướng tăng giá xăng nhưng giảm giá dầu. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 410 đồng mỗi lít, giá bán mới là 23.620 đồng mỗi lít. Giá xăng RON95 điều chỉnh tăng 530 đồng mỗi lít, giá bán mới là 24.810 đồng mỗi lít. Trái ngược lại, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 320 đồng mỗi lít và giá bán mới là 20.690 đồng mỗi lít. Cũng tại kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương không trích lập và cũng không chi quỹ bình ổn đối với hầu hết các loại xăng dầu, trừ trích lập với dầu ma rút là 300 đồng mỗi lít. Thưa quý vị và các bạn, cao tốc Nội Bài Lào Cai được thông xe vào năm 2014 và sau hơn 9 năm khai thác thì tuyến đường này đóng vai trò huyết mạch trong việc kết nối hạ tầng giao thông giữa đồng bằng sông Hồng với phía Tây Bắc Bộ, tăng năng lực lưu thông giữa các vùng và qua đó phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Thế nhưng có một thực tế là tuyến cao tốc này còn đang tồn tại rất nhiều bất cập. Và sau đây là phản ánh của VTC14. Cao tốc Nội Bài Lào Cai dài 265 km, trong đó riêng đoạn thành phố Yên Bái Lào Cai vẫn có 83 km, tồn tại rất nhiều điểm bất cập khi chỉ mới có 2 làn xe, gồm một làn xe chạy 3,5 m và một làn dừng khẩn cấp 2,5 m. Vạch Sơn liền cấm xe vượt, phải 8 đến 10 km. Mới lại có một đoạn 4 làn dài 1 km để các xe vượt nhau. Trong trường hợp xe trước chạy chậm, lái xe đi sau vượt ẩu thì sẽ nguy hiểm. Có cái đây phải nâng cấp anh ạ. Tuyến đường nó xấu, nếu mà đi trước mà cản trở thế nó sẽ gây cái sức bức xúc đằng sau. Vì thứ nhất là người ta đang lưu thông này mà nó hạn chế nhiều, mà khi mà đến sát đến nơi đấy mà phanh không kịp thì nó sẽ xảy ra nhiều cái rủi ro lớn. Cũng theo các lái xe, ngoài việc bất cập về làn đường, thì chất lượng mặt đường của tuyến này khá xấu, trải dài xuyên suốt tuyến, luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Tôi đi cái tuyến Nội Bài Lào Cai này là một ngày là tôi đi khoảng 4 lượt. Đấy thì tôi thấy hiện tượng là cái một làn ấy. Thứ nhất là cái Nội Bài Lào Cai, tất cả những cao tốc nói chung và cái Nội Bài Lào Cai nói riêng là cái đường rất xấu. Mà từ xấu nhất là từ cái km 244. Đến km 123 là đường rất nhiều đường một chiều, mà lái xe thì đi có những cái đoạn không thể vượt được nên là rất là bức xúc. Đặc biệt, riêng đoạn Yên Bái Lào Cai cũng tồn tại rất nhiều điểm người dân phá hàng rào, tạo lối đi mở lên cao tốc, dẫn đến nhiều hoạt động như xe khách dừng đón khách trên cao tốc, xe ôm lên cao tốc chở bắt khách. Về vấn đề này, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết cũng đã nhiều lần kiến nghị đơn vị quản lý khai thác vận hành tuyến hiện nay là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam. Tuy nhiên,
ghi nhận thực tế nhiều điểm vẫn chưa được khắc phục. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì thông qua công tác điều tra cơ bản và trực tiếp tuần tra kiểm soát trên tuyến thì chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần đến công ty các đơn vị quản lý đường cao tốc cũng như là chính quyền địa phương là hiện nay là còn tồn tại một số cái điểm như là người dân tự ý phá hàng rào, tạo lối mở riêng để lên cao tốc. Từ cái việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ví dụ như là người đi bộ đi lên cao tốc, thứ hai nữa là để chăn thả gia súc, thứ ba nữa là điều khiển xe mô tô đi vào cao tốc từ địa bàn Yên Bái đi hết cửa khẩu Kim Thành Lào Cai. Đây là đoạn đường khai thác cao tốc là hai là đường hạn chế, tức là đoạn đường mà không có giải phân cách giữa. Việc mà xe ô tô khách và các xe khác dừng đỗ trên đường cao tốc thì rất gây nguy hiểm cho chính họ và cho những phương tiện đi phía sau, bởi vì là đây là đoạn đường hẹp. Hiện tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hệ thống chiếu sáng cũng chỉ có tại các nút giao và khu vực hầm đường bộ, còn lại toàn tuyến gần như không có. Hiện nay thì trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai khai thác ấy, thì hệ thống đèn chiếu sáng chủ yếu tập trung ở tại nút giao và khu vực hầm đường bộ, còn toàn tuyến thì cơ bản là không có hệ thống đèn chiếu sáng. Thì khi ban đêm ở địa bàn Yên Bái Lào Cai thì thường xảy ra tình trạng sương mù, mưa phùn, hạn chế tầm nhìn. Cũng qua đây thì cũng khuyến cáo đến tất cả các người điều khiển phương tiện là đối với những đoạn đường này chúng ta nên tuân thủ quy định về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn đối với xe liền trước để đảm bảo cho mình. Ngoài ra thì cũng tự chủ động cho mình là đảm bảo cho mình trước là khi mình cũng dán một số cái đề can phản quang ở phía sau xe, trước xe. Khi xe gặp sự cố thì đây cũng là một cái biện pháp để đảm bảo an toàn cho xe của mình và cho chính mình. Có thể thấy qua hơn 9 năm khai thác, mặt đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đã bị xuống cấp. Cùng với đó, hiện tại lưu lượng xe trên tuyến tăng cao đột biến, tốc độ khai thác chậm, không đáp ứng tốc độ thiết kế, trung bình khoảng 50 km/h, tiềm ẩn nguy cơ cao, mất an toàn giao thông. Việc khắc phục kịp thời những bất cập và khẩn trương nâng cấp mở rộng đang là vấn đề cấp thiết theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh triển khai nâng cấp cao tốc phân kỳ đầu tư